Sáng 18 tháng 9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành 1 phút tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Tại hội nghị, Trung ương đã ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, hội nghị diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà tư tưởng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã vĩnh biệt chúng ta vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cơn bão số 3 gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến, sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Cho biết, tài liệu đã được gửi trước khoảng 1 tuần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để có những ý kiến thật xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình. Tập trung đóng góp những vấn đề cụ thể và những vấn đề có tính khái quát, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được đề cập trong dự thảo các văn kiện, nhưng cần phải đánh giá tổng kết các nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương chính sách đổi mới có tính chiến lược đột phá, khả thi cao. Nêu rõ, chúng ta xác định Đại hội 14 là đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng văn kiện, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị cần phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mình. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu gợi mở một số vấn đề lớn. Cụ thể, thứ nhất, về các công việc để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng tới 100 năm thành lập nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, bảo đảm phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra. Đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế, là minh chứng khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Do vậy phải tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để hoàn thành. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phân tích khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Bộ Chính trị đã thảo luận rất kỹ cách đánh giá toàn diện, cân nhắc mọi mặt và quyết định báo cáo để Trung ương thảo luận, cho ý kiến. Thứ hai, đối với công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết có 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên là về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Với vị trí báo cáo chính trị là trung tâm, tổng kết 40 năm đổi mới là báo cáo rất quan trọng để chắt lọc tinh hoa đưa vào các văn kiện Đại hội 14, báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là các báo cáo chuyên đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận làm rõ nội dung báo cáo chính trị trình hội nghị đã đáp ứng tầm mức của báo cáo trung tâm ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương đã đúc kết giá trị của quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai chưa? Đã là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 đã đề ra hay chưa? Các báo cáo chiến lược về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn được đúc rút qua tổng kết 40 năm đổi mới đã bao hàm đầy đủ căn cứ cho những luận điểm khái quát trong báo cáo chính trị chưa? Các báo cáo có nhất quán với nhau và có nhất quán với quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hay chưa? Nội dung cụ thể trong từng báo cáo, nhất là những đánh giá về tồn tại, hạn chế và phương hướng chiến lược, nhiệm vụ đột phá đã đề ra. Cần làm rõ những chủ trương, biện pháp đã đúng, chúng có đủ sức đột phá để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới hay chưa? Những yếu tố mới của thực tiễn cần bổ sung là gì? Vấn đề thứ hai là về việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác nhân sự Đại hội 14 là công việc hệ trọng, là then chốt của then chốt, có nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 rất hệ trọng, là cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Vấn đề thứ ba là về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội nghị thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế vướng mắc, những đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa 14. Những hạn chế vướng mắc nào do quy định của điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng chưa, hay chỉ cần điều chỉnh các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu: Tôi tin tưởng trí tuệ tập thể sẽ được phát huy cao độ tại hội nghị này. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chúc hội nghị làm việc hiệu quả và thành công tốt đẹp. Những ngày vừa qua, câu chuyện về làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai tang thương sau trận lũ quét kinh hoàng khiến cho đồng bào cả nước khi theo dõi, ai nấy cũng cảm thấy nghẹn ngào và đau lòng. Nhiều người phải rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh xót xa. Và người nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội cũng như vậy. Đứng trước nỗi đau và sự mất mát lớn lao của các em, tâm trí thầy luôn bị thôi thúc phải hành động để giúp đỡ. Trong suốt những ngày qua, người thầy giáo Nguyễn Xuân Khang cùng với tập thể giáo viên và học sinh trường Marie Curie đã không ngừng nỗ lực thực hiện những hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Các em học sinh đã tích cực tham gia bằng cách bỏ lợn tiết kiệm, quyên góp nhu yếu phẩm và gửi gắm những lời yêu thương tới những người dân vùng bão lũ. Và rồi, sự quan tâm và lòng nhân ái của thầy đã dẫn đến một quyết định đầy cảm động nhằm hỗ trợ các em trong giai đoạn khó khăn này. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh đau thương của những đứa trẻ may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng tại làng Nủ, thầy Khang đã quyết định nhận nuôi tất cả các em nhỏ nơi đây. Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang cho hay, một tuần nay mọi người khóc, thầy cũng khóc, nhưng khóc thì phải làm gì để nguôi ngoai. Thế là thầy nghĩ ra cách mình có thể làm là nhận nuôi các em còn sống sót, bù đắp cho các em để chúng nó được ấm no và học hành tử tế. Chia sẻ với phóng viên, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang thông tin, hiện nhà trường đang tiếp tục phối hợp với các phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh để lập danh sách các cháu từ 15 tuổi trở xuống ở làng Nủ sống sót sau trận lũ quét, bao gồm các cháu mồ côi và còn bố mẹ. Thầy Khang cho biết thêm, dự án sẽ được thực hiện sau khi lập xong danh sách các bé chịu thiệt hại bởi lũ quét ở làng Nủ. Trường Marie Curie sẽ nhận nuôi các cháu ăn học cho đến 18 tuổi bằng cách cấp tiền 3 triệu đồng một cháu một tháng, chuyển khoản trực tiếp cho bố mẹ hoặc người đỡ đầu của các bé. Theo thầy Khang, có 5 nhiệm vụ chính mà thầy dự kiến thực hiện để hỗ trợ bà con thôn làng Nủ sau trận lũ quét. Các nhiệm vụ này bao gồm: khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và tổ chức mai táng chu đáo cho các nạn nhân, cứu chữa các nạn nhân bị thương, thu xếp chỗ ăn ở tạm thời cho những người sống sót, dọn dẹp đống đổ nát và vệ sinh môi trường và tìm kiếm nơi tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con. Trước đó, thông qua cô Nguyễn Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên, thầy Nguyễn Xuân Khang đã có cuộc trò chuyện với em Nguyễn Văn Hành đang điều trị tại bệnh viện huyện Bảo Yên. Trong những ngày nằm viện, nam học sinh lớp 12 đã không còn ai thân thích đồng hành. Người chăm sóc em là cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Thanh Thủy. Sau trận lũ quét kinh hoàng, mẹ em đã không còn. Nước dữ đã chia đôi gia đình em, cuốn trôi mỗi người một ngả. Hành bị gãy xương quai xanh và một số vết thương ở phần mềm. Ngay lập tức, thông qua cô Nguyễn Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên, thầy Khang đã tìm cách liên lạc với cậu học sinh bất hạnh. Sáng ngày 17 tháng 9, thầy đã kết nối được với Khánh. Qua điện thoại, thầy hỏi, hiện con ăn uống được không? Ăn gì? Ngày mấy lần? Hành đáp, con ăn cháo 3-4 lần mỗi ngày, mỗi lần ăn một cốc nhỏ. Bố mẹ con sinh năm nào? Dạ, bố con sinh năm 1972, mẹ con sinh năm 1983. Bố mẹ con bằng tuổi con trai của thầy, con hơn cháu nội út của thầy 1 tuổi. Thầy Khang đặt vấn đề, vậy thầy nhận con là cháu nội, con đồng ý không? Nghe đến đây, từ đầu dây bên kia, cậu học sinh mồ côi lặng người đi một lát rồi bật khóc, đáp, dạ, được ạ. Thầy Khang tiếp lời, trong phóng sự thầy đọc trên báo, con chia sẻ, con không muốn đi học nữa, sẽ đi làm để kiếm tiền, tương lai mù mịt khiến con không biết rồi sẽ ra sao. Bây giờ ông nội sẽ giúp con đủ tiền để ăn học. Ông và các cô giáo của con đều muốn con tiếp tục học xong lớp 12 và học lên nữa. Con đồng ý không? Hành lại khóc. Con đồng ý ạ. Ông hỏi cụ thể chút. Để đủ tiền ăn học thì mỗi tháng con cần khoảng bao nhiêu? Hành đáp. Dạ con không biết ạ. Thầy Khang nhắc Hành hỏi các cô giáo về khoản chi phí này. Cô giáo của Hành cho biết. Thưa thầy, ở trên này các cháu được khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng là đủ. Thầy Khang nói. Vậy ông nội sẽ cho Hành mỗi tháng 3 triệu. Khi nào có việc đột xuất cần thêm thì nói với ông. Ngày mai cô sẽ đi mở tài khoản ngân hàng cho con. Hàng tháng ông gửi tiền vào tài khoản đó. Thầy cũng nhờ cô mua giúp con điện thoại. Có điện thoại thi thoảng ông cháu nói chuyện với nhau. Giờ con hứa với ông thế nào? Hành nghẹn ngào. Con hứa với ông sẽ chăm học để tốt nghiệp phổ thông. Còn học gì nữa cho con suy nghĩ thêm. Cuối năm học con nói ạ. Con cảm ơn ông nội. Ngoài quyết định hỗ trợ em Nguyễn Văn Hành 3 triệu đồng mỗi tháng, thầy cũng cho biết nếu có những nhu cầu đột xuất cần thêm chi phí, em Hành có thể thông báo để được hỗ trợ thêm. Cô Nguyễn Thị Hồng cũng đã giúp em Hành mở tài khoản ngân hàng. Hàng tháng, thầy Nguyễn Xuân Khang sẽ gửi tiền vào tài khoản đó. Em cũng sẽ được thầy Khang hỗ trợ mua điện thoại để thi thoảng hai ông cháu nói chuyện với nhau. Thầy Khang chia sẻ, với số tài khoản mới và suất học bổng đầu tiên, chúng tôi hy vọng phần nào an ủi em Hành, giúp em nhìn thấy ánh sáng ở tương lai. Hiện tại, danh sách các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ vẫn chưa được xác định đầy đủ. Vì vậy, em Hành vẫn là học sinh đầu tiên trong dự án hỗ trợ các em và học sinh Làng Nủ sau trận lũ quét. Trước đó vào tháng 2, thầy Nguyễn Xuân Khang cũng đã từng chi 100 tỷ đồng xây trường tặng bà con mèo Vạc, huyện biên giới nghèo của tỉnh Hà Giang. Trường Marie Curie Hà Nội do thầy Nguyễn Xuân Khang sáng lập từ năm 1992 đến nay là 32 năm. Thầy Khang là chủ đầu tư duy nhất, đây là ngôi trường nổi tiếng tại Hà Nội.